Chào anh chị, đây là hình ảnh về liền kề của phân khu đảo Dừa. Chúng ta có hoàn thiện mặt ngoài của dãy liền kề đường đảo Dừa số 06. Dãy liền kề này thì sẽ có hướng cửa là Tây Bắc và một căn liền kề ở đây sẽ có diện tích đất là 70 mét vuông với mặt tiền 5 mét và chiều sâu căn nhà sẽ là 14 mét. Trong phía đảo Dừa này thì có các cái diện tích liền kề đất khác nhau, ví dụ 56 mét với mặt tiền 4 x 14, 63 mét, 4,5 x 14, 64 mét, 4 x 16, 80 mét, 5 x 16 và 98 mét, 7 x 14. Và đây là một căn liền kề diện tích tiêu chuẩn, tức là 70 mét vuông và mặt tiền 5, sâu căn nhà sẽ là 14 mét. Đây là hình ảnh thực tế về căn nhà. Căn này thì chủ đầu tư họ đang hoàn thiện để cho thuê. Với diện tích đất là 70 mét vuông, diện tích mặt sàn của căn nhà tầng 1 sẽ là 58 mét vuông, mặt tiền 5 mét, chiều sâu căn nhà là 14 mét, đường trước nhà là đường 13 mét. Tổng diện tích xây dựng sàn của 5 tầng là khoảng 296,4 mét vuông. Đây là không gian phía trong của căn nhà để anh chị dễ dàng hình dung ra sản phẩm. Chúng ta có mặt sàn là 58 mét vuông, chủ tư đang hoàn thiện ở phía bên trong. Sẽ chia làm hai căn nhà và thang bộ sẽ làm ở giữa. Đây là sân sau khoảng 2 mét. Đó, căn nào thì cũng sẽ có sân sau. Và căn này có diện tích đất là 70 mét vuông, sàn tầng 1 là 58 mét vuông. Chủ tư họ đang hoàn thiện theo cái chương trình hoàn thiện các cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2 để kéo người dân về ở. Và phân khu đảo Dừa là một phân khu đóng và liền kề thì nó là một sản phẩm rất phù hợp, nó vừa cái giá tiền để anh chị mua ở. Chúng ta sẽ trả đâu đó tổng giá bán như sản phẩm này sẽ khoảng 11,6 tỷ đồng. Nếu anh chị thanh toán sớm sẽ được chiết khấu 19,3% vào giá bán. Anh chị nào không vay ngân hàng thanh toán theo tiến độ được chiết khấu 18% vào giá bán. Ở trong đảo Dừa thì là một phân khu khép kín và những sản phẩm trong đảo Dừa thì chỉ có hai hướng cửa chính, một là Đông Nam, hai là Tây Bắc. Còn về liền kề thì có đa dạng các loại hình sản phẩm, nhưng chủ yếu sẽ là các cái căn diện tích đất 70 mét vuông, 80 mét vuông và 56 mét vuông. Và anh chị nào quan tâm về một sản phẩm tại phân khu đảo Dừa với những cái căn liền kề hay là biệt thự tứ lập thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Hiện tại thì với phân khu đảo Dừa là một phân khu đóng, một trong hai phân khu đóng của dự án Vinhome Ocean Park 2, và khu này nó không khác gì một đảo Ngọc Trai của Vinhome Ocean Park 1 cả. Một phân khu mà an ninh khép kín, chúng ta rất phù hợp để anh chị mua để ở và đầu tư dài hạn. Những cái phân khu khép kín tại các khu đô thị của Vinhome Ocean Park thì thường giá bán sẽ cao hơn và cái số lượng mà người ta bán chuyển nhượng lại cũng rất là ít. Và tại phân khu đảo Dừa này hiện tại thì không có sản phẩm về chuyển nhượng thứ cấp. Các phân khu khác tại Vinhome Ocean Park 2 thì có nhiều lựa chọn hơn cho anh chị, nhưng mà riêng phân khu đảo Dừa thì những cái người mà mua ở đây chủ yếu là những anh chị mua nhu cầu ở thật nên là người ta không có nhu cầu chuyển nhượng nhiều. Và với giá bán khoảng 11,6 tỷ đồng giá niêm yết là anh chị đã sở hữu được một căn liền kề 70 mét, mặt tiền 5 mét. Và với khoảng 15 cho đến khoảng 16 tỷ thanh toán tiền mặt là anh chị sở hữu được một căn tứ lập như chúng ta đang nhìn thấy ở đối diện cái dãy liền kề này, với 120 mét vuông đất. Đó. Và đây là những sản phẩm để anh chị có thể đầu tư tại phân khu đảo Dừa. Và anh chị quan tâm về các loại hình sản phẩm tại phân khu đảo Dừa như những căn biệt thự tứ lập, những căn biệt thự song lập hay nhà liền kề thì anh cô chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip. Xin chào.